21 giờ tối đang đợi một chuyến khách nghỉ đêm. Lúc này 21 giờ mình đón một chuyến khách đi Hà Nội. Cháu chào chú ạ. Vâng. À, cái đồ này ở trong là đầy rồi. Đấy, em có để cái gì nữa không? Để anh sắp xếp. Cái này mà 10 cân á. Không, có mỗi cái măng của em thôi. Có mỗi măng nữa thôi gì. Rồi, thế ok. Thế thôi đi chứ. Cháu đi nhá. Chú vui vẻ không phải khóc cô ạ. Em nó đi làm chứ nó. Biết rồi. Và... nó đi học mà. Bây giờ các con các em nó lớn rồi không phải no gì nữa. Dạ. Hai hôm nay cháu đèo đưa khách đi nước ngoài là xuống sân bay ấy lắm, biết nhiều cảm xúc của gia đình lắm. Cứ đi từ bình tĩnh nha cháu nhá. Vâng, vâng. Cháu đi nhá. Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại lúc này thì mình đang lái xe ở trên cái tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm Hà Nội mọi người ạ. Mình hôm nay là mình có một cái chuyến khách đi xuống dưới này, thì mình đón khách từ lúc 9 giờ tối, 21 giờ tối thì chuyến khách này của mình là mình đón ở xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên, đi xuống Âu Cơ Nghi Tàm này Hà Nội ấy. Mình vừa trả khách xong thì bây giờ mình đang trên đường về nhà ấy. Thì lúc này là mình đang dừng đèn đỏ ở cái đoạn đường Nghi Tàm này. Mình chuẩn bị rẽ lên cầu Nhật Tân rồi, thì tí nữa lên đến cầu Nhật Tân thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái hình ảnh cầu Nhật Tân buổi tối xem nó có đẹp không nhá. Đây mình lên cầu rồi, mình đi lên cầu mọi người ạ. Mình quay phía trước để cho mọi người xem hình ảnh cầu Nhật Tân buổi tối nhá. Lúc này là mình bắt đầu ở đầu cầu Nhật Tân lên này, chưa lên đến giữa cầu đâu mọi người ạ. Đây là cái cầu đẹp nhất ở khu vực Hà Nội ấy. Lúc này thì mình vẫn đi ở trên cầu Nhật Tân nhưng mà không còn cái cột cầu đèn như lúc nãy nữa. Đây là cái đoạn hết cột rồi, cái cầu này cũng khá là dài ấy. Buổi tối thì mọi người nhìn thấy mình thì chắc buổi tối này thì kiểu như là hình ảnh nó không được nét ấy mọi người ạ. Mọi người xem video của mình thì nghe mình nói chuyện thôi, xem thì hình ảnh nó cũng không được nét như ban ngày quay thì nó nét hơn. Buổi tối thì cái camera của mình nó hơi kém, quay nó không được đẹp. Mà mình lúc này mình lái xe mình nói chuyện cùng với mọi người ấy, cho nó đỡ buồn ngủ, thì cái giờ này là cũng là cái giờ nó cũng muộn rồi. Công việc lái xe buổi tối khi mà đi một mình đường xa như thế này ấy, là mình chỉ muốn là có một ai đó là ngồi cùng nói chuyện ấy. Lúc đi thì có khách hàng ngồi trên xe thì mình còn nói chuyện câu nọ câu kia với khách hàng được, chuyện nọ chuyện kia thì nó tạo ra một cái cảm giác nó thân thiện từ cái người khách hàng cùng với lại người lái xe, nó khăng khít hơn, nó thân thiện. Đấy, trao đổi những cái câu chuyện nó vui vui. Thế khi mà trả khách xong mà mình quay đường
trên đường quay về nhà thì lại có một mình thôi, thế là cũng chả có ai nói chuyện cả, nên là lại làm video clip tâm sự nói chuyện với mọi người ấy. Rất mong là mọi người theo dõi cái video clip này đến cuối clip để nói chuyện cùng với mình. Giờ thì mình đi xuống cái đoạn đường Võ Nguyên Giáp rồi mọi người ạ. Ở đây cái đường này thì buổi tối khá là đẹp, ở chúng là hai bên rìa đường hay là có ánh đèn đèn điện ấy, sáng. Thế thì ra đây là xe máy và xe thô sơ nó bắt buộc phải đi vào cái đường gom bên cạnh ấy, chứ không được đi vào trong này nữa. Ở đây là cấm này, cấm xe máy, cấm xe đạp và cấm người đi bộ. Đường này là chỉ dành cho ô tô thôi các bạn ạ. Thì ở trong cái đoạn đường này là gồm có 3 làn này. Đấy, mình đang đi ở cái làn này. À có 4 làn chứ. Thì cái làn trong cùng này là cái làn dành kiểu dừng khẩn cấp ý. Đấy, cái vạch liền này này là cái làn trong cùng là dành dừng khẩn cấp. Còn ở bên ngoài này là gồm có 3 làn. Hướng đi là đang chỉ mũi tên ở dưới làn đường đi thẳng này. Thì mình đi ở cái làn trong cùng bên phải ấy, tức là cái làn thứ 3 này, gần gần như là làn trong cùng ấy. Bởi vì chốc nữa là mình sẽ có ý định rẽ phải ấy, nên là mình chọn luôn vào cái làn bên phải này luôn. Để sau là mình rẽ phải thì nó sẽ thuận với cái hướng đi của mình. Còn nếu như mà mình đi thẳng ấy, mình không rẽ đâu ấy, thì mình đi vào làn giữa. Còn mình muốn rẽ trái thì mình đi vào làn trong cùng bên trái. Nếu mà làn đường nó phân chia ra như vậy rồi. Mình về đến nhà thì chắc phải hơn 11 giờ, 12 giờ kém. Bởi vì mình đi nó cũng thong thả thôi, mình không vội vàng nữa. Mình cứ thong thả mình đi thôi. Lúc nào về đến nhà về, miễn là an toàn là được. Mình đi hết cái đoạn nút giao thì ra đến đây là đường quốc lộ 3 này. Dừng đèn đỏ này. Đây chỗ này là đường quốc lộ 3 cũ này. Mình sẽ bên trái xong thẳng đường đấy là sẽ về tới Phổ Yên quê hương mình. Đây là đường quốc lộ 3 cũ mọi người nhá. Buổi tối thì ở ngoài đường này thì cũng có đèn điện ấy, nhưng mà không sáng bằng cái đường Võ Nguyên Giáp ở bên lúc lễ mình đi. Lúc này thì mình lái xe về tới khu vực cầu Đa Phúc rồi mọi người ạ. Đây là cái cầu Đa Phúc đối liền ranh giới giữa Thái Nguyên và Hà Nội. Mình đi qua cầu Đa Phúc sau thì lên đến đây nè. Cái đoạn đường này là khu vực của Thanh Xuyên mọi người ạ. Thanh Xuyên là một trong những khu vực cũng rất là nổi tiếng ở Phổ Yên mình về cái vấn đề xã hội. Đấy, ở bên đường này các bạn có thể trông thấy những cái các em đứng để vẫy khách này. Vừa lấy thì mình đi qua cái khu vực Thanh Xuyên đấy rồi, thì bây giờ mình bắt đầu rẽ vào cái đoạn đường làng để đi tắt qua đây về nhà. Thì ở trong đường làng này thì vắng lắm mọi người ạ. Lúc này gần 12 giờ đêm. Cái công việc lái xe taxi buổi tối khi mà mình đi qua những cái khu vực mà nó nhiều những cái thành phần tệ nạn ấy, thì mình ít khi mình đón khách ở những cái khu vực đấy lắm. Nếu kể cả khách tổng đài gọi điện nổ điểm với tổng đài ấy, mình ít khi mình nhận lắm. Bởi vì là không may mà vớ phải mấy cái thành phần khách này nọ thì cái tỷ lệ rủi ro mình rất là cao. Nên là mình trong cái kinh nghiệm của mình ấy, trước đây mình làm ấy, mình đi qua cái khu vực Thanh Xuyên ấy, trước đấy mình ít khi mình đón khách đấy lắm, mình hay hủy ấy. Đây mình đi qua khu này là có bãi nghĩa địa ở đây. Bên tay phải mình là cái nghĩa trang ấy.
đoạn đường này hai bên những cây cối um tùm, có những ánh đèn nhất thứ phản chiếu vào những cái ngôi mộ lấp lánh lấp lánh, đi cũng rợn rợn. Từ cái lúc mà mình bắt đầu rẽ vào cái đoạn đường này là đi là coi như không gặp một ai cả luôn. Đêm hôm cái công việc nhiều khi mình cứ làm này là phải yêu nghề cơ các bạn ạ mới làm được, không yêu nghề thì gặp mấy cái trường hợp này nọ cái hoặc là gặp những cái trường hợp khách mà nó bùng tiền này, hay là khách nó này nọ với mình là mình cảm thấy mình chán, mình hoài ấy. Mình không theo được nghề là mình sẽ bỏ mà. Nên làm là mình phải khắc phục những cái khó khăn. Nhiều khi là cũng có cái vui, cũng có cái buồn, chứ không phải là lúc nào nó cũng vui được. Không phải là cứ đơn giản là cứ ngồi xe ô tô rồi lái chở khách đi sau đó là lấy tiền là ok đâu. Nhiều cái trường hợp là rất chi là man dợn chứ không phải là đơn giản đâu mọi người. Lái công việc lái taxi nhiều lúc cũng có gặp rủi ro đấy, vừa là rủi ro đằng khách hàng, vừa là rủi ro khi mà đi đường ấy, tham gia giao thông. Bạn nào mà kiểu lái mà ẩu ẩu tí nữa đi hay va quẹt thì suốt ngày sửa xe mới lại đèn người ta thì là đi làm không đủ tiền. Tiền đèn rồi lại bị phạt với công an bắt. Mười hai là kém 15 phút rồi thì cũng là khuya rồi, muộn rồi, thì bây giờ là mình lái xe thẳng về nhà, sau đó thì mình tắm rửa xong là mình nghỉ ngơi ấy. Thì video này mình xin được kết thúc tại đây, hẹn mọi người video sau tiếp theo của mình nhá. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. 11:52 này mọi người này. Đấy, mình về đến nhà rồi. Nhà mình đi ngủ hết rồi.